sáng sớm ngày 25 tháng 8, Công an đô thị Giang Âm, tỉnh Giang Tô Trung Quốc, chiếm được laptop báo án từ gia đình chị Dương, chị này cho biết có người lạ đột nhập vào nhà mình. Đêm hôm đó, chị Dương cùng đại trượng phu đang ngủ trong phòng, chồng chị ngủ ở phòng khác bên cạnh. Đang ngủ say, trong mơ chị cảm thấy có người đứng cạnh mình nhưng vẫn ngỡ là ông chồng sống cùng phổ biến mái nhà với mình nên cũng chỉ mắng một câu đồ thần kinh rồi thôi. Một lúc sau, khi giật giờ mở mắt ra thì phát hiện có một người đại trượng phu lạ đứng ngay trước đầu giường của mình. Chị này liền đứng bật dậy, gọi cho chồng, nhưng khi anh chồng ra đến nơi thì tên kia lập tức bật tâm theo đường cửa sau. Căn phòng thuê nơi ở của nạn nhân. Ngay sau đó, chị Dương cùng chồng kiểm tra lại cục bộ đồ đạc trong nhà, thành tựu không thấy bị mất gì. Ngay khi chiếm được tin báo, cảnh sát điều động đến hiện trường kiểm tra camera bình yên tại khu nhà nơi nạn nhân ở. Camera cho thấy, khoảng 3 giờ 40 ngày hôm đó, một người đại trượng phu khỏa thân hiện ra bao quanh căn phòng thuê của gia đình chị Dương. Hắn ta không mặc quần áo, đi chân đất, bộ dạng hết sức bình tĩnh, và chỉ thấy hắn đi đến trước cửa một hộ gia đình rồi dùng đèn pin trong laptop chiếu sáng sủa rồi ra đi hiện trường. Cảnh sát nghi ngại đối tượng là hàng xóm sống cùng khu với nạn nhân. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã điều tra và khống chế được đối tượng họ Nam. Được biết, họ Nam, người tỉnh Hà Bắc, hiện đang làm việc tại đô thị Giang Âm, tỉnh Giang Tô. Ban đầu khi mới bị bắt giữ, hắn một mực phủ nhận nói đêm đó hắn uống rượu say không nhớ gì hết. Qua một hồi thuyết phục, răn đe, hắn mới thành thực khai báo sự việc. Đối tượng bị thẩm vấn tại đồn công an. Hôm đó, sau khi uống rượu say, đối tượng khỏa thân đi lên quanh các tầng khu nhà nơi hắn ở, dùng tay đẩy cửa từng nhà để thử vận may. Nào ngờ đẩy đến cửa nhà chị Dương thì vừa hay cửa không khóa, hắn liền lẻn vào, sau đó tiến đến đầu giường chị này hết hôn, lại sờ mó sầm sỡ khi chị này đang ngủ say. Được hỏi về lý do dẫn đến hành vi xấu này, hắn cho biết do bạn dạng thân và bạn gái yêu xa đã lâu lại cộng thêm hôm đó say rượu không kiểm soát được. Tại đồn công an, đối tượng tỏ ra cực kỳ ăn năn. Hiện đối tượng đã bị cảnh sát đô thị Giang Âm bắt giữ vì tội sàm sỡ. Vụ án đang được kế tiếp điều tra cụ thể và xét xử. Theo Vietnam Times.